À, cái chợ đó bún với anh Hậu, góc đó đó. Rồi, cái móc. À, từ siêu xin chào các bạn nha. Thì hôm nay ghe một củ lô bữa hổm đã sơn xong rồi nè, giờ đang dãy biển số, mời các bạn coi nha. Rồi xong rồi các bạn, bây giờ đang dãy biển số, bây giờ lên trên cái này coi có sơn đẹp không ta. Ô, còn dư ba cái keo cũng nhiều. Đây, này lắp 3 lớp nha các bạn, lắp keo 3 lớp, lớp đầu lắp xong rồi đóng đinh, rồi lắp 2 lớp tiếp theo, im đẹp lại đây. Hai bên lỗ tai cũng có cái ngấn nữa nè, này là kêu bằng lỗ tai nha các bạn, có ngấn tùy theo chủ ghe thôi. Đây, bộ trâu lúc trước mình có quay đó. Rồi, anh này đang dạy biến số nè các bạn. Anh này dạy biến số ở Kiên Giang này cũng rất là nhiều nha, mấy trăm cặp luôn á. Rồi đây các bạn thấy đó, đang vẽ cái nền trước nha, một chút nữa sẽ vẽ bóng mờ nha. Này anh đang dùng nước xăng là ga lăng. Clip trước quay là anh cũng vẽ nữa, nhưng mà nó khó khăn ở chỗ là hơi ngoài xa cho nên bắt vàng khó quay hơn. Giờ mình đứng ở đây gần đây rồi, mình quay cận cho các bạn coi dễ hơn nha. À, bây giờ đang đem cái phần bắn neo nè. Đem lên này bắt quay bù lon bắt lại là xong. Rồi sửa lại cho anh chị đó các bạn. Chứ nếu mà sơn hết cái này lại hết luôn rồi tốn thêm khúc nữa. Nên mình làm mà tiết kiệm lại. Thì móc vô đi rồi lòn cái bả lan cộng dây này quá. Mở cái này ra nè. Ơi.
Rồi bây giờ dùng cố gắng là nổ máy lên lô nha các bạn. Đưa nó ra ngoài ngoài trước luôn á. Đi rồi. Tay đó nghe. Lại luôn đi nó sao không?